Hải Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, Đồng Nai y án sơ thẩm 15 người biểu tình chống dự luật đặc khu. 15 người biểu tình chống dự luật đặc khu ở Đồng Nai vào hôm nay 9 tháng 11 bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo đối với án tù mà tòa sơ thẩm tuyên đối với họ hôm cuối tháng 7 vừa qua. Luật sư Nguyễn Văn Miếng, một trong ba luật sư bào chữa tại phiên phúc thẩm cho hay rằng 15 người có đơn kháng cáo tại phiên phúc thẩm đều nói rằng họ tham gia biểu tình xuất phát từ lòng yêu nước. Họ bác bỏ cáo buộc nói rằng họ gây rối trật tự khi đi biểu tình. Luật sư Miếng cho hay trong phiên tòa họ đều nói biểu tình vì lòng yêu nước. Có bị cáo Phạm Ngọc Huyền, dù chỉ làm công nhân thôi nhưng đã nói là nước mất thì nhà tan nên tôi đi biểu tình. Rồi có hai chị em ra tòa nói là họ yêu bản thân và gia đình nhưng mà muốn giữ được điều đó họ phải yêu đất nước trước. Tài sản tu sĩ Cao Đài lại bị nhà cầm quyền Việt Nam đốt phá. Ông Hứa Phi, chánh trị sư đạo Cao Đài, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam cho biết nhà sản xuất cà phê của ông huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bao gồm 3 phòng, trong đó bao gồm dụng cụ sản xuất nông nghiệp, tủ lạnh, máy giặt, vừa bị công an đốt sau khi ông đi gặp phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 vừa qua tại Sài Gòn cùng một số vị lãnh đạo tôn giáo khác. Ông chánh trị sự Hứa Phi đưa ra lập luận về đối tượng gây ra vụ phá hoại như vừa nêu mà theo ông là công an địa phương. Ông Hứa Phi là người mạnh mẽ lên tiếng phản đối những đàn áp của chính quyền Hà Nội đối với đạo Cao Đài không theo phái nhà nước lập nên cũng như đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thưa quý vị, nhà cầm quyền tại Đà Nẵng cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư. Sáng ngày 9 tháng 11, chính quyền Đà Nẵng đã cưỡng chế giải tỏa chùa An Cư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để thiết lập cơ sở hạ tầng cho mục đích thương mại, theo tin từ trụ trì chùa. Ngay sau khi chính quyền thực hiện cưỡng chế, Đại Đức Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa An Cư tọa lạc ở xã An Hải Bắc, quận Sơn Trà, buộc phải rời khỏi cơ sở để tá túc ở một ngôi chùa khác thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Lý do cưỡng chế chùa An Cư với diện tích khoảng 300m² mà thành phố Đà Nẵng nêu ra là để phát triển đô thị văn hóa. Yêu cầu của chư tăng trong chùa cho biết xin nhường một phần đất và xin phần còn lại để tiếp tục hoạt động, nhưng chính quyền vẫn không đáp ứng. Hòa thượng Thích Thiện Phúc nhấn mạnh lý do cưỡng chế là vì chùa An Cư thuộc Giáo hội Việt Nam Thống nhất không được chính quyền Việt Nam công nhận. Trong một video trên Facebook của thầy Thích Thiện Phúc cho thấy, chính quyền sử dụng cần cẩu để san bằng chùa An Cư dưới sự chứng kiến của các tăng ni và Phật tử. Khánh thành hội trường chùa Liên Hoa. Thưa quý vị, bản tin cộng đồng cho biết vào thứ Bảy ngày 3 tháng 11 tại chùa Liên Hoa Houston đã tổ chức buổi lễ long trọng để khánh thành hội trường của chùa. Chương trình được tổ chức trang nghiêm trong không khí sum vầy với sự hiện diện của Phật tử khắp các nơi đã tề tựu về mái chùa đông đủ. Chương trình cắt băng khánh thành vào mỗi lần khai mạc lúc 11 giờ. Sau phần khai mạc diễn từ là phần phát biểu các quý quan khách và chương trình văn nghệ đặc sắc cùng với tiệc chay thanh đạm Liên Hoa trai đường khoản đãi. Chương trình bắt đầu lúc 10 giờ sáng và được tiếp diễn ngay qua ngày hôm sau, kết thúc lúc 10 giờ đêm. Và chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, tình trạng ô nhiễm môi trường càng trở nên tệ hại hơn sau lễ hội ánh sáng Diwali tại Ấn Độ. Mức độ ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã gia tăng lên mức nguy hiểm vào ngày thứ Năm 8 tháng 11, chỉ một ngày sau khi lễ hội ánh sáng Diwali của Hindu giáo chính thức bắt đầu, trong bối cảnh đây là dịp để người đốt pháo hoa và khiêu vũ trên đường phố. Trước đó, tối cao pháp vị Ấn Độ đã ban hành sắc lệnh cấm cư dân và các cơ sở thương mại sử dụng những loại pháo hoa gây ô nhiễm môi trường và chỉ cho phép họ đốt pháo hoa mang tính thân thiện hay còn gọi là eco-friendly trong khoảng thời gian nhất định, từ 8 giờ tối đến 10 giờ. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn bỏ qua mọi luật lệ để làm theo ý của mình. Thưa quý vị, một số chuyên gia cho biết tình trạng ô nhiễm khói bụi ở New Delhi hoàn toàn không thích hợp cho đời sống của con người. Bản tin giải trí nối tiếp cho biết Spice Girls đã thông báo về việc trở lại nhóm. Spice Girls đã công bố một tour diễn năm 2019 mà không có thành viên sáng lập là Victoria Beckham. Melania Crisporn, Melanie Brown, Emma Bunton và Gary Horner sẽ bắt đầu một tour du lịch 6 ngày tại Anh vào ngày 1 tháng 6 năm 2019 tại sân vận động Manchester Etihad với sự hỗ trợ của Jess Glynn. Trong một video công bố của hội ngộ, họ không đề cập đến việc không tham gia của Victoria Beckham.
Một thông cáo báo chí nói rằng Beckham, người thường tự nhận thức được về việc thiếu tài năng âm nhạc của mình, đang tập trung vào nhãn hiệu thời trang, là một sự nghiệp được cho là thành công lớn nhất của bất kỳ thành viên Spice Girls nào sau khi giải nghệ. Đây sẽ là album thứ hai mà ban nhạc lưu diễn với tư cách là 4 thành viên. Horner đã rời Spice Girls vào tháng 5 năm 1998, trước chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm Bắc Mỹ mà họ đã hoàn thành mà không có cô. Thưa quý vị, bản tin giải trí đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.